Tiếp theo bây giờ mình sẽ trang trí cái phần ở bên ngoài. Phần bên ngoài của tấm thiệp mình sẽ cắt ra những bông hoa màu trắng. Trước khi cắt thành bông hoa màu trắng thì mình sẽ cắt ra một cái hình vuông. Mình sẽ dán ở cái phần giữa tấm thiệp nha. Như vậy là mình đã dán xong rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng đến tờ giấy màu hồng này. Rồi với tờ giấy màu hồng này, bây giờ mình sẽ vẽ ra đây 4 bông hoa nha. Mình sẽ dùng bút chì để vẽ ra 4 bông hoa. Bông thứ ba nha. Như vậy là mình đã vẽ xong 4 bông, rồi mình sẽ cắt 4 bông này ra. Mình còn hai cái nữa này. Cái vật tư nha. Bây giờ mình sẽ gắn nó lên cái phần bức tranh này nhé, à, phần làm thiệp này nhé. Mình sẽ gắn ở 4 góc của cái màu trắng này.
và mình sẽ vẽ nhị hoa cho nó. Đó, như vậy là mình đã vẽ xong. Giờ mình sẽ dùng cái bút để mình viết chữ ra đây nha. Đó. Các bạn có thể thay vào đây là những cái tên của người thân nhé. Tên mà người các bạn đã tặng thiệp. Và video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nha. Và hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo. Bye bye.